mộ cháu đích tôn nhà họ Hạng. Tạm thời, chúng ta chưa thể công bố cái chết của Đình Đông. Đình Đông, anh vì tôi mà nằm một mình cô đơn ở phòng bệnh này lâu như vậy. Là vì sự xuất hiện của tôi mà mất mạng. Cuối cùng, còn không thể dùng tên của mình để hạ táng. Ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện đều là do tôi. Làm sao tôi có thể chuộc tội được đây? Cái chết của Đình Đông cũng không hoàn toàn là lỗi của con. Nó tự nguyện cũng được, bị ép cũng được. Từ khi nó hút thuốc phiện và buông thuốc phiện cùng đám người đó, thì mọi chuyện đã định sẵn kết cục rồi. Đám người đó điên rồ, mất trí. Nó sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Điều bây giờ chúng ta cần làm là để Đình Đông yên nghỉ, đòi lại công bằng cho nhà họ Hạng chúng ta. Tập 21. Cô vợ tốt. Dì Út. Bà có nói với dì, năm xưa ba mẹ con có bản thảo về kỹ thuật chiết xuất dược liệu không? Cái này dì không biết. Sao vậy? Con cần thứ này để hoàn thành một số việc. Được. Nếu đã là đồ của ba mẹ con thì đợi bà dậy, dì sẽ hỏi giúp con. Cảm ơn dì Út. Con tới bệnh viện thăm Diệp Nhiên đây. Đi đi. Mẹ, chuyện của Đình Đông mẹ đã biết hết rồi. Lý Bá, cô Trình, mời đi theo tôi. Hóa ra chuyện khiến Diệp Nhiên chiến đấu với bọn người này, mạo hiểm mạng sống cũng phải hoàn thành là những chuyện này. Dù là ở Vân Châu hay là tới Đường Thành, những năm qua, chuyện mà cậu ấy dốc hết sức để hoàn thành chính là nhổ cỏ tận gốc đám khốn kiếp bất trung với nước, bất nghĩa với dân. Lý Bá, đây là một phần bằng chứng của Đặng Đại Hải và ông ba. Chỉ dựa vào những thứ này thì chưa đủ để diệt trừ tận gốc bọn họ. Nhưng tôi không thể để Diệp Nhiên nằm viện vô ích. Xin anh cho tôi biết kế hoạch hoàn chỉnh, chuyện mà Diệp Nhiên chưa hoàn thành. Tôi sẽ hoàn thành thay anh ấy.
mẹ, con đắp cho mẹ, đừng để bị cảm lạnh. Chân mẹ sao rồi? Không sao. Mẹ, đừng nhìn nữa. Báo ứng đều là báo ứng. Mẹ đừng nói vậy. Chuyện của Đình Đông, con cũng có trách nhiệm. Đừng buồn nữa. Trình Trình, bà nội, bà nội, con xin lỗi. Bà đưa con về nhà họ Hạng nuôi nấng, nhưng giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy đều là vì con, chủ yếu là do thuốc phiện và những tên đứng sau. Trình Trình, đừng nhắc chuyện đã qua nữa. Con à, bà đã để một thứ ở trong phòng con, đó là nghiên cứu về kỹ thuật chiết xuất dược liệu mà năm xưa ba mẹ con để lại. Cũng tới lúc giao cho con rồi. Đám người xấu đó sẽ gặp báo ứng. Bà không còn nhiều thời gian nữa. Nguyện vọng cuối cùng của bà là mong mọi người đều được bình an. Có được không? Bà ơi, cảm ơn bà. Bà chủ, tôi đã làm theo lời dặn của bà, đưa bản thảo của vợ chồng nhà họ Lâm tới phòng cô chủ Trình. Được, tôi đã giữ thứ này hơn 10 năm rồi. Nhiệm vụ của tôi cũng xem như hoàn thành rồi. Chỉ e là tôi không còn cơ hội chuộc tội nữa rồi. Trước đây, bà hợp tác với ông bà cũng là chuyện bất đắc dĩ của nhà họ Hạng. Bao năm qua, bà tích đức, làm việc thiện. Cô chủ Nhược Lan sẽ không trách bà đâu. Căn nguyên của mọi chuyện đều do tôi. Đây là báo ứng. Là báo ứng. Bà chủ, tôi đỡ bà về phòng nghỉ ngơi. Không cần. Anh cứ để tôi nhìn ngắm ngôi nhà này thêm chút nữa. Được. Tôi lấy cho bà chậu than.
dư. Tiểu Thúy, ba ngày sau, chuyện hậu sự của mẹ đã xong xuôi rồi. Diệp Nhiên vẫn chưa tỉnh. Giờ nhà họ Hạng chỉ còn lại chúng ta. Sau này con có dự định gì? Dì Út, đừng lo. Sau khi trải qua những chuyện này, con sẽ không hành động liều lĩnh nữa. Chuyện sắp tới con muốn làm, cho dì theo với. Dì Út, ý gì là chuyện con muốn làm chắc là cũng cần người giúp đỡ. Đúng, muốn đối phó với Đặng Đại Hải không hề dễ. Đặng Đại Hải vừa hay có thể tính thù cũ hận mới với anh ta luôn. Xem ra chúng ta cần một trợ thủ. Một người sao mà đủ? Hóa ra Đặng Đại Hải đã chất đống toàn bộ ma hoàng ở đây. Toàn là những thủ đoạn mờ ám. Xem ra đã đến lúc dùng nó vào chỗ nên dùng rồi. Chúng ta cần chuyển tất cả ma hoàng vào kho của nhà họ Hạng. Vẫn cần một lượng nhân lực nhất định. Yên tâm, có bọn tôi đây. Ba người các anh sao mà đủ? Chuyện nhân lực cứ giao cho tôi, nhất định có đủ. Được, vậy tôi sẽ cùng cô Tiêu chuyển ma hoàng ra. Tôi ở lại xử lý những chuyện còn lại. Không được, nhiều người cùng hành động như vậy nhất định sẽ để lại dấu vết. Đây là một vấn đề. Lỡ như Đặng Đại Hải phát hiện thì chuyện này sẽ tốn công vô ích. Phải giải quyết đội bảo vệ và cả đội tuần tra gần đó. Thập Tam Thiếu, hội quán của tôi cũng có quy định, chuyện không nên nhúng tay thì nhất định không nhúng tay. Hơn nữa, Thập Tam tôi là người có nguyên tắc, nên chuyện này tôi tuyệt đối không tham gia.
cấm hút thuốc. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cái gì? Rất thú vị mà. Rất có ý nghĩa. Chuyển ma hoàng lên xe rồi, mau chóng rút thôi. Chuyển hết hàng thật đi rồi, hàng giả cũng chuyển vào rồi. Để đề phòng bất trắc, tôi cùng cô vận chuyển tới đích. Vậy bọn tôi đi trước đây. Thập Tam thiếu, chuyện tối nay giao cho anh giải quyết. Đêm nay sẽ không ai biết. Sao vậy, Thập Tam thiếu? Lại đây, lại đây. Lát nữa, cậu phải đưa Tiểu Lan về nhà an toàn. Khi tôi không ở bên cạnh cô ấy, cậu phải toàn quyền phụ trách sự an toàn của cô ấy. Yên tâm đi, Thập Tam thiếu. Nhìn cũng đáng tin cậy đó. Được. Tiểu Lan, tôi đã dặn dò xong rồi. Có chuyện gì cứ nói cậu ấy. Được. Cô chủ yên tâm, tôi đã xử lý xong bên trong rồi. Không nhìn ra kẻ hở nào. Sau khi đám bảo vệ kia tỉnh, cũng sẽ không dám gánh vác trách nhiệm lớn như vậy. Có người tới. Đêm khuya lạnh lẽo như vậy mà bắt mình tới trộm hàng của ông chủ Tần. Người bị đánh là mình. Người làm chuyện thất đức là thư ký Hà. Tôi đã muốn đánh tên khốn này từ lâu rồi. Cô chủ muốn dạy dỗ anh ta thế nào? Các người là ai? Các người biết tôi là ai không mà dám đánh tôi? Đừng để tôi nhìn thấy các người. Ai đó? Các người làm gì đó? Đi mau. Tư ký Hà, ai đánh anh thành ra như vậy? Sao mà tôi biết được? Đi bắt bọn chúng đi. Được.